Chiếc tin cào chúng ta phải chỉnh năm là thời gian trước năm 2012. Việc chỉnh năm này có tác dụng để kích hoạt cái cây mà mình tạo ra. Chạy bảng 8.6.8.8. Vì bảng này dễ bẻ khóa nhất. Ta chọn Active Role, chọn Active Online và gõ một định dạng ID theo chúng chọn và điền bất kỳ tên. Next, hình copy và sau đó chúng ta mở crack lên. Chơi game, chúng ta bắt và chúng ta copy khóa lại khung active. Các bạn thấy thì chúng ta đã active thành công. Và việc tiếp theo là chúng ta sẽ tắt đi và cài tiếp theo bạn 9.2.1.1. Theo như tôi nghĩ thì các bạn tiếp theo upgrade lên để đều như vậy hết. Việc cài đặt bản này thì cũng giống như bản trước, chúng ta cứ việc next next và finish, chọn skip. Chức năng của bản này có thêm đồng bộ qua mạng B2B, peer to peer. Chúng ta thấy thì đã thành công.